Thì với các bạn học sinh lớp 11 thì phần hữu cơ, mở đầu hữu cơ nó luôn luôn là một cái gì đó nó cực kỳ khó khăn và rất khó để cho chúng ta có thể bứt phá. Vô cơ chúng ta học kiểu khác, hữu cơ chúng ta học kiểu khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 học chúng ta về phần đầu tiên về hữu cơ, chuyên đề 03, mở đầu hữu cơ. Có một chú ý nhỏ nhỏ dành cho các em là với cái phần mà giáo trình hay là sách hay tất cả các khóa học do thầy Minh sản xuất, kể cả các buổi livestream free của thầy Minh, thì tất cả các nội dung này đều là nội dung chung, thầy Minh viết chung, dành chung cho tất cả ba cuốn sách là Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo. Chính vì vậy nên những bạn mà học một trong ba cuốn sách trên thì đều có thể theo dõi các buổi livestream từ thầy Minh, đều có thể học theo những cái tài liệu mà do thầy Minh soạn, đều có thể học theo những cuốn sách mà thầy Minh viết. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và chia sẻ buổi học này lại về Tường. Và hôm nay chúng ta bắt đầu học về mở đầu hữu cơ chuyên đề số 03. Thế thì về chuyên đề số 03 thì thầy nhắc qua người ta một chút, chúng ta tóm tắt một chút. Thứ nhất, một la mã là về khái niệm. Một la mã là về khái niệm. Thì hợp chất hữu cơ của chúng ta là hợp chất của carbon nhá. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Được không ạ? Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon nhá. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Được không ạ? Đấy. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Được không ạ? Thì các hợp chất vô cơ của carbon chúng ta biết chưa? Nhiều lắm nhờ. CO, CO2, muối muối carbonat, cyanua. Đúng không? Carbua, vân vân. Đấy, để tóm tắt. Tiếp theo, hai la mã. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ. Chúng ta có một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về thành phần nguyên tử. Thì luôn luôn bắt buộc phải chứa nguyên tố carbon. Chứa nguyên tố carbon. Chắc chắn 100%. Chứa carbon. Đấy chưa? Chắc chắn chứa carbon. Thứ hai là trong phân tử thì các liên kết với nhau chủ yếu là liên kết cộng hóa trị nhá. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Chúng ta ghi từ chốt thôi. Chủ yếu là cộng hóa trị. Được chưa? Thứ ba về tính chất vật lý đi ạ. Tính chất vật lý thì không tan trong nước, đúng không ạ? Thường là không tan trong nước. Mà lại tan trong dung môi hữu cơ. Tan trong dung môi hữu cơ. Được không ạ? Có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp và dễ bay hơi. Dễ bay hơi các bạn nhớ nhá. Về tính chất hóa học. Về tính chất hóa học thì phản ứng hữu cơ là phản ứng thường xảy ra không hoàn toàn. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra không hoàn toàn. Không hoàn toàn. Theo nhiều chiều hướng khác nhau. Theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau. Được chưa? Dẫn đến
là sẽ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm nha, dẫn đến là thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm. Ok chưa? Đấy, thì hôm nay chúng ta chỉ làm rõ và làm chắc một vài cái như này thôi, đúng không? Ba la mã chúng ta có phân loại hợp chất hữu cơ, phân loại hợp chất hữu cơ. Thì hợp chất hữu cơ của chúng ta được chia thành hai loại chính nhá. Loại thứ nhất là hydrocarbon, hydrocarbon nhá. Hydrocarbon. Định nghĩa thì hydrocarbon là hợp chất hữu cơ chỉ được tạo bởi từ carbon, carbon và hydro. Chỉ được tạo bởi từ carbon và hydrogen. Nên công thức tổng quát nó sẽ khác đi. Hydrocarbon thì trong này nó sẽ gồm có no, mình sẽ học no này, không no này, thơm. Được chưa? Đấy, mình sẽ được học những anh này. No này, không no này và thơm. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Chúng ta sẽ được học no, không no và thơm. Thế thì trong cái hội no của chúng ta thì mình sẽ học về an, alkan. Không no ấy, no chúng ta sẽ học về alkan. Được chưa? Không no mình sẽ học về alken, alkin. Thơm chúng ta học về aren. No này, no chúng ta học về, đấy, thế đọc là alkane. Không no mình học về alkene. Alkine. Thơm là arene. Ok chưa? Thế còn thứ hai là mình học về dẫn xuất hydrocarbon. Dẫn xuất hydrocarbon. Dẫn xuất hydrocarbon thì chúng ta sẽ học về thứ nhất là dẫn xuất halogen. Dẫn xuất halogen. Thứ hai chúng ta học về alcohol. Thứ ba chúng ta học về carbo, silic, acid. Nhiều lắm, rất nhiều thứ nhá. Alcohol. Được chưa? Phenol. Được chưa? Nhiều nhiều lắm, rất nhiều thứ nhá. Al D hydro, ngày xưa đọc là anhít nhá. Ceton, keton. Đấy. Carbo, carbon, carbo silic acid. Carbo silic acid. Ngày xưa đọc là acid carboxylic. Este. S T R. Amide. Vân vân, rất nhiều thứ. Đây là những cái thứ mà chúng ta cần học nhá. Chúng ta còn một phần nữa là phần về chia dạng về phổ hồng ngoại. Thì riêng cái phần về chia dạng phổ hồng ngoại thì thầy Minh sẽ dạy cho các em vào buổi live stream sau nhá. Thầy Minh sẽ dạy các em vào buổi live stream sau khi chúng ta về chia dạng phổ hồng ngoại, được không các em? Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi chiến đấu 30 câu về phần khai mở hữu cơ. Tại sao lại là khai mở hữu cơ? Tại vì thầy muốn khai phá cho các em, thầy muốn hướng dẫn các em các cái cách học về hữu cơ đơn giản nhất và cơ bản nhất để giúp cho tất cả các bạn và các em không còn sợ hữu cơ nữa nhá. Không còn sợ hữu cơ nữa. Ok không ạ? Thế thì để cho buổi học này được diễn ra là tốt đẹp nhất và các bạn học tốt nhất về hữu cơ thì thầy Minh rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể cùng nhau comment đáp án và cùng nhau chia sẻ buổi học này lại về tường
và tag giúp Thế Minh tất cả các bạn của các em vào đây được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần. Nào bắt đầu ạ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 các bạn chọn đáp án gì ạ? Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào? Nãy mình vừa mới nói xong đúng không ạ? Ở bên trên thầy vừa mới hướng dẫn các em xong là gì? Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Vậy chắc chắn 100% hợp chất hữu cơ nhất thiết bắt buộc nó phải chứa nguyên tố gì? Hả các em? Nó phải chứa nguyên tố gì ạ? Các bạn comment thì mình nhìn nào. Đúng rồi, bắt buộc nó phải chứa nguyên tố carbon. Đấy, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Tuyên dương tất cả các em, rất tốt. Nào, câu số 2 ạ. Vậy, ngành hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu cái gì? Thì nó là ngành hóa học chuyên nghiên cứu hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Đây là các hợp chất vô cơ của carbon nha. Nên vậy, ngành hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon. Các bạn biết không ạ? Các hợp chất của carbon có rất nhiều trong tự nhiên nha. Các hợp chất của carbon có rất nhiều trong tự nhiên. Được chưa? Nó có hàng chục triệu hợp chất hữu cơ. Được chưa? Và hơn nữa là số lượng các hợp chất hữu cơ nó vẫn tăng lên liên tục. Nó tăng lên liên tục và nó không ngừng lại. Vì là mỗi một ngày con người ta lại tìm ra hàng nghìn hợp chất hữu cơ mới. Đấy. Vì vậy nên hóa học hữu cơ là hóa học mà chuyên nghiên cứu sâu về sự phát triển của hữu cơ. Ok chưa? Câu số 3. Nào, phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ trong số các phát biểu sau này. Các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem nào. Phát biểu nào là phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ? Phát biểu nào là phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ? Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất của carbon, sai. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon trừ một số hợp chất như. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Cái này đúng nhất. Vậy câu 3, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Ngon nha. Câu số 4 ạ. Nào các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem. Câu số 4 đáp án gì ạ? Câu số 4 đáp án gì ạ? Thành phần của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Thành phần của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Phải làm sao các em nhỉ? Bao gồm các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nhá. Toàn. C sai. Nhất thiết phải có nguyên tố gì ạ? Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Nên nhất thiết nó phải có carbon. Đúng không? Thường có hydrogen, hay gặp oxygen, nitrogen và sau đó đến các halogen như sulfur, phosphor. Đúng không ạ? Vậy câu số 4, thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ của chúng ta nhất thiết phải có carbon. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Úi dồi ôi, câu số 52 này. Trong số các hợp chất sau, số hợp chất hữu cơ là à, các bạn cùng chọn cho để mình xem nào. Trong số các hợp chất sau có bao nhiêu hợp chất là hợp chất hữu cơ? Càng đấy. Trong số các hợp chất sau có bao nhiêu hợp chất là hợp chất hữu cơ? Càng càng đẹp đẹp luôn. Bao nhiêu hợp chất là hợp chất hữu cơ? Thế nào chúng ta nhắc lại nhé. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Hợp chất vô cơ của carbon có gì ạ? CO này, CO2 này, muối carbon, muối CO3 trừ này, muối, các muối carbua này. Đúng chưa? Các muối cyanua này. Vậy này. Vậy anh nào ạ? CH4 là hữu cơ nhá. CHCl3 là hữu cơ này. CH7N là hữu cơ này. HCN là axit này, là axit vô cơ nên không phải hữu cơ. Bỏ chưa? Bỏ nhá. CH3CONa là hữu cơ các em nhá. Hữu cơ. C12H22O11 là hữu cơ. Al4C3 là muối. Đây này. Muối của kim loại với lại carbon nên nó là vô cơ. NH4NO3 không có carbon, bỏ. Được chưa? CH8O3N2
Nó chính là gì ạ? NH4 hai lần CO3. Đúng không ạ? C này, H8 này, O3 này, N2, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy anh này là hữu cơ hay là vô cơ? Anh này là vô cơ chứ không phải hữu cơ. Bỏ tiếp. C2H4O2 là hữu cơ. Vậy đáp án đúng của chúng ta có bao nhiêu ạ? 1 2 3 4 5 6. Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án B các em nhé. Rất nhiều bạn bị lừa. Rất nhiều bạn bị lừa ở câu này. Khổ không? Nhục không? Nhưng mà học hữu cơ ấy, mình phải quên đi cái sự nhục nhá. Mỗi lần nhục là một lần nhớ. Càng nhiều lần nhục thì chúng ta sẽ học càng giỏi hữu cơ. Được không ạ? Câu số 6 ạ. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ? Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ? Số 6 nào các em? Chất nào sau đây ạ? Không phải hợp chất hữu cơ. Nó không phải là hợp chất của carbon, nhưng tất cả bọn này đều có carbon rồi. Nó đều có khả năng hợp chất hữu cơ. Đúng không? Nhưng mà này. Anh nào ạ? Anh nào bị loại? Anh HCN bị loại. Lý do tại sao ạ? Đây ạ. Muối của nó là muối gì? Đấy, muối này. Đây là anion của thằng vô cơ. Đúng không? Câu 6. Sai. Chọn 6. Câu 7 ạ. Chất nào sau đây không phải hữu cơ? Mình vừa làm một cái câu bên trên rồi. Nhưng những câu này làm dễ dàng lắm. Ngon lành lắm. Ngon lành cành đào lắm đúng không em? Này các bạn chọn đáp án cho thầy xem nào. Câu 7 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu 7 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Nào các bạn cùng comment cho thầy Minh đáp án xem nào. Các bạn cùng comment cho thầy Minh đáp án ạ. Câu số 7 ạ, chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu số 7. Không phải hợp chất hữu cơ. Ôi nhìn phát biết luôn nhỉ. Na2CO3 nó là vô cơ luôn rồi còn gì nữa. Bề bỏ. Rất dễ. Câu số 8 ạ. Chất nào sau đây không phải là chất hữu cơ? Câu số 8 ạ. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ? Nào, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Đúng không? Trừ cái hợp chất vô cơ của carbon. Mà vô cơ của carbon thì nhìn phát mình biết luôn rồi. Gì ạ? Ca5OH là hữu cơ. Ca4 là hữu cơ. Ca2 là hữu cơ. CO2 là vô cơ. Nhìn phát biết ngay nó là vô cơ rồi. Đúng không? Câu 30, câu số 9. Câu số 9 ạ. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Thế thì cái câu chuyện của chúng ta ở cái bài số 1 của cái bài đầu tiên của chương số 3 này này, chúng ta chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất mà các em cần phải làm rõ. Vấn đề đầu tiên là xác định được đâu là chất hữu cơ. Vấn đề thứ hai là mình giải được các cái bài toán về phổ. Thì hôm nay cái buổi live ngày hôm nay, thầy Minh sẽ hướng dẫn chúng ta làm rõ được vấn đề đầu tiên là chúng ta chọn được những anh nào là những hợp chất hữu cơ, nhận biết được nó. Còn lại buổi sau, buổi live stream sau, buổi live thứ hai thì thầy Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm phương pháp giải các bài toán về phổ. Chính vì vậy nên từ nay thầy Minh sẽ live stream, sẽ tập trung dạy rất nhiều cho tất cả các bạn học sinh lớp 11. Chính vì vậy nên rất mong muốn tất cả các bạn và các em có thể click vào nút chuông, ấn nút like, đặt nút xem trước fanpage của thầy Minh để chúng ta có thể theo dõi được tất cả các buổi live của thầy Minh và không bị hụt buổi nào cả. Được không ạ? Câu số 9 ạ. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? NaCO3 là vô cơ rồi. Vô cơ chặt. Đúng không? CaC2 vô cơ. Al4C3 vô cơ tiếp. Đúng không? Vậy hữu cơ là CH3CONa. Ngon lành cành đào nhá. Câu số 10 ạ. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Câu số 10. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? NaHCO3 là vô cơ. Na2CO3 là vô cơ. Anh này còn có tên gọi là gì ạ? Sodium carbonate, đúng không? CO là vô cơ. Vậy hữu cơ là C2H2. Dễ nhá. Câu 11 ạ. Khó hơn tí này. Trong dãy chất sau đây, dãy nào chỉ chứa hợp chất hữu cơ? Trong dãy chất sau đây, dãy nào chỉ chứa hợp chất hữu cơ?
càng ấy, càng đét luôn, càng đét luôn. À, thầy Minh có một nhóm Zola dành cho tất cả các bạn lớp 11 nhá. À, bạn nào chưa vào nhóm Zola của thầy Minh thì các bạn có thể vào link của nhóm Zola. Đấy, thầy Minh ghim ở phần bình luận, được không ạ? Đây là link vào nhóm Zola. Các bạn vào nhá, sẽ được gửi đề liên tục. Câu 11 ạ. Chất nào sau đây, dãy chất nào sau đây chỉ chứa hợp chất hữu cơ? Vậy mình đi tìm những anh vô cơ mình loại. IA loại luôn này, vô cơ này. IC nhìn thấy CO2 loại luôn này, vô cơ này. IG nhìn thấy NH4HCO3 này, loại luôn này, vô cơ này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ngon lành luôn. Câu 12 ạ. Chất nào sau đây là hydrocarbon? Chất nào sau đây là hydrocarbon các em? Thì chúng ta nhớ lại nhé, vừa nãy thầy Minh cho chúng ta định nghĩa. Hydrocarbon các em nhìn này, là trong phân tử nó chứa gì? Chứa hydrogen, có chứa nguyên tố H. Và carbon là chứa C. Đấy, trong phân tử nó chứa cả H và chứa cả C. Vậy này, anh này chứa N không phải là hydrocarbon mà nó là dẫn xuất hydrocarbon. Anh này chứa O nên nó là dẫn xuất hydrocarbon. Anh này cũng chứa O nên nó là dẫn xuất hydrocarbon. Vậy chuẩn của chúng ta hydrocarbon là gì ạ? C2H6 nhá. C2H6 là đáp án chính xác của chúng ta. Ok không? Câu 13 nào các em. Chất nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon? Các bạn đã hiểu bài chưa? Nếu hiểu bài thì chấm một cái nhá, để thầy biết. Dễ mà. Nói chung là bây giờ cứ về tin thầy Minh đi. Thầy Minh độ hóa cho là xịn hết. Anh các bạn lớp 11 học hóa khổ nhỉ. Quá khổ. Chất nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon? Thì cứ chứa gì ạ? C và H thôi. Anh này không phải, anh này còn chẳng phải hữu cơ, đúng không? Anh này là vô cơ. Anh này là hydrocarbon này. Anh này là hydrocarbon này. Dẫn xuất hydrocarbon là ngoài C và H nó còn phải chứa gì ạ? Nó phải chứa một nguyên tố khác. Đây này, hydrocarbon là C. Câu 14 ạ. Cho dãy các chất sau đây, nhận xét nào sau đây là đúng? Nào, cho dãy các chất sau đây, nhận xét nào sau đây là đúng? Dãy trong chất đều là hydrocarbon. Đây, anh này không phải hydrocarbon, đúng không ạ? Loại A. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất hydrocarbon. Sai. Anh này là hydrocarbon nên chỉ có C và H. Dãy trong chất đều là hợp chất hữu cơ. Đúng. Cái này đúng nhá. C. Còn D sai, có cả vô cơ là sai, làm gì có vô cơ. Vậy câu 14 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu 15 ạ. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết loại nào sau đây ạ? Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là loại liên kết nào sau đây ạ? Chúng ta vừa mới ghi xong, chúng ta mới có chú ý xong ạ. Liên kết chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là loại liên kết gì? Có phải ion không? Không. Có phải cho nhận không? Càng không. Có phải là liên kết hydrogen không? Không. Nó liên kết gì ạ? Liên kết cộng hóa trị. Chủ yếu bên trong phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. Các bạn nhớ nhá. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 15 đáp án B. Các em ạ, muốn học giỏi hữu cơ, mình đừng sợ sai. Bởi vì mỗi lần sai của chúng ta là một lần đúng. Và thầy Minh sẽ giúp cho tất cả các bạn và các em sai thật nhiều lần để chúng ta trở thành thiên tài. Ok ạ, câu số 16 ạ. Nào các bạn comment đáp án cho thầy Minh xem nào. Câu 16 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu 16. 16 nào các em. 16 ạ. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về tính chất cơ bản của các chất hữu cơ so với các chất vô cơ? Nhận xét nào sau đây là đúng? Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về tính chất cơ bản của các chất hữu cơ so với các chất vô cơ? Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về tính chất cơ bản của các chất hữu cơ so với các chất vô cơ? Độ tan trong nước lớn hơn, hữu cơ kém tan trong nước hơn vô cơ. Độ bền nhiệt cao hơn. Sai lầm luôn. Nung sắt có thể nung cao được chứ nung tóc người phát là nó cháy liền. Tốc độ phản ứng nhanh hơn. Sai. Vô cơ luôn luôn nhanh hơn hữu cơ. Hữu cơ chậm lắm, cứ từ từ mà tiến. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp hơn. Chính xác. Vì vậy nên câu 16 đáp án đúng của chúng ta
là đáp án D các em nhá. Đáp án gì ạ? Câu 17 ạ. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm gì ạ? Câu 17 ạ. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thì có đặc điểm gì sau đây? Các bạn comment cho thầy xem nào. Thầy mình lấy ví dụ rất đơn giản thôi, giống như kiểu là bây giờ thầy mình mà nấu cơm ấy, thì mình thầy mình đổ nước vào gạo thì nó có thành cơm luôn được không? Không, đúng không? Còn vô cơ nó như thế này, đổ thằng NaOH vào thằng HCl nó phản ứng luôn, tạo thành NaCl cũng H2O luôn. Nhưng bây giờ hữu cơ thì mình đổ nước vào gạo nó không phản ứng ngay, đúng không? Mà phải đun xong phải đợi. Nếu mình đun quá lửa thành cháy, cơm cháy. Nếu mình đun ít lửa quá thành cơm nhão, đúng không? Nếu mình quên không đun thì nó thành gì ạ? Gạo và nước. Vậy phản ứng hữu cơ là thường xảy ra chậm, không hoàn toàn và không theo một hướng xác định. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Các bạn mà muốn theo dõi liên tục các cái buổi live của thầy Minh dành cho các bạn học sinh lớp 11 thì vui lòng vào nhóm Zalo nhá. Đã được ghim ở phần bình luận. Câu số 18. Tính chất không phải của hợp chất hữu cơ là nào, tính chất nào sau đây không phải là của hợp chất hữu cơ? Lưu ý cho thầy Minh, không phải của hợp chất hữu cơ. Khả năng phản ứng hóa học chậm theo nhiều hướng khác nhau là của hữu cơ còn gì nữa? Không bền nhiệt độ cao là của hữu cơ còn gì nữa? Dễ bay hơi, dễ cháy là đúng rồi còn gì nữa? Vậy không phải chỉ có thể là gì thôi. C, liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ là liên kết ion nhá. Chủ yếu liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ là liên kết gì ạ? Cộng hóa trị. Được không ạ? Câu số 19. Câu số 19 ạ. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là? Câu số 19 ạ. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là gì? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học hôm nay của thầy Minh. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường thật nhiệt tình và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây và comment đáp án xuống phía dưới để thầy Minh được biết rằng là các bạn làm đúng hay các bạn làm sai nhá. Tuyên dương tất cả các bạn đã rất là nhiệt tình comment đáp án từ nãy đến giờ. Và bây giờ chúng ta đã sang đến câu số 19 ạ. Các bạn comment đáp án với thầy Minh ạ. Nhóm các ý đúng là thành phần nguyên tố đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H là sai. Có thể chứa nguyên tố khác, hai là đúng. Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hóa trị, đúng. Liên kết hóa học chủ yếu liên kết ion, sai. Dễ bay hơi, đúng nhưng khó cháy, sai. Phản ứng xảy ra nhanh, sai. À nếu vậy thì thành phần nguyên tố chủ yếu thì cũng đúng, cũng được. Một cũng được, chủ yếu mà, chứ không yêu cầu nhất thiết. Vậy chủ yếu vẫn ok, đúng không? Vậy nhóm các ý đúng của chúng ta là gì ạ? 1, 2 và 3. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 1, 2 và 3. Ok. Câu 20 ạ. Cho công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau. Công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau. Chất co mạch carbon hở và phân nhánh. Chất co mạch carbon hở và phân nhánh là yêu cầu đây nhá. Mạch carbon phải hở và nó phải phân nhánh. Đây, anh chúng ta nhìn thấy anh số 1 là kín. Đúng không? Vòng khép kín, bỏ. Được chưa? Chúng ta nhìn anh số 2, mặc dù là hở nhưng không phân nhánh, nó có nhánh đâu, bỏ tiếp. Anh số 4 hở không phân nhánh, bỏ tiếp. Đây là anh số 3 chúng ta nhìn thấy có phân nhánh chưa? Đấy, vì vậy nên chất có mạch carbon hở và phân nhánh, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu tiếp theo ạ, câu số 21. Số hydrocarbon có mạch carbon hở là, có mạch carbon hở là. Bây giờ lại ngược lại câu bên trên ạ, các bạn cùng chọn cho thầy Minh đáp án câu 21 đáp án gì ạ? Bây giờ chúng ta lại ngược lại so với câu bên trên ạ. Câu 21 ạ. Cho công thức cấu tạo của một số hydrocarbon. Số hydrocarbon có mạch carbon hở là. Là quan sát xem ạ. Trong này những anh nào có mạch carbon hở? Lưu ý nha. Mạch carbon hở. Anh này là mạch gì ạ? Mạch này mạch vòng kín rồi. Bỏ. Vòng kín. Bỏ. Một anh hở. Hai anh hở. Ba anh hở. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là ba anh hở. B và C đều đúng. Nên tiên dương tất cả các bạn đã comment đáp án cả B và cả C. Bạn nào comment B cũng đúng
mà bạn nào comment C cũng được. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Rất tốt. Câu 22 ạ. Câu 22. Công thức nào biểu diễn hydrocarbon? Công thức nào biểu diễn hydrocarbon? Nào các bạn cùng chọn ra để mình xem nào. Công thức nào mà biểu diễn hydrocarbon? Hydrocarbon các em nhá. Hydrocarbon là biểu diễn công thức nào? Hydrocarbon là trong phân tử chỉ có gì ạ? Hydro và carbon thôi. Nhá. Vậy này. Anh số 1 đúng. Chỉ có hydrocarbon. Anh số 2 chỉ có hydrocarbon. Anh số 3 nhìn này, có CL chưa? Bỏ. Anh số 4 có CL chưa? Bỏ. Vậy mình chỉ có anh số 1 và anh số 2 thôi các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 23. So với các chất vô cơ thì các chất hữu cơ thường có điều gì? 23. So với các chất vô cơ thì các chất hữu cơ thường có điều gì? Sau đây. Độ tan trong nước lớn hơn, sai. Hữu cơ là kém tan trong nước. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Ngon lành cành đào chưa? Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 23 đáp án B, bỏ nhá. Câu 24. Đặc tính nào sau đây là của phần lớn các hợp chất hữu cơ? 24. Đặc tính nào sau đây là của phần lớn các hợp chất hữu cơ? Nhiệt độ sôi thấp, đúng. Chọn luôn. Ít tan trong dung môi hữu cơ là sai, nó tan tốt trong dung môi hữu cơ. Liên kết trong phân tử chủ yếu liên kết ion, sai. Dung dịch tính dẫn điện tốt, sai. Đúng không? Vậy đặc tính phần lớn hợp chất hữu cơ đó là có nhiệt độ sôi thấp. Câu 25 ạ. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ thì nhất thiết phải chứa cái gì? Úi giời, làm quá nhiều. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ thì nhất thiết phải chứa cái gì? Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cái gì? Bắt buộc phải chứa cái gì ạ? Thì nó mới là hữu cơ. Không chứa nguyên tố đấy thì nó không thể là hữu cơ. Nguyên tố gì các em nhỉ? Carbon. Nhiều bạn chọn A. Nhưng mà thầy lấy ví dụ này, CCl4 vẫn là hữu cơ nhé. CCl4 vẫn là hợp chất hữu cơ nhé. Nên nó bắt buộc phải chứa nguyên tố carbon. Câu 26 ạ. Trong các nhóm chất dưới đây, nhóm nào đều là hydrocarbon? Trong các nhóm dưới đây, nhóm nào đều là hydrocarbon? Câu này thầy bị ghi lỗi này. Hydrocarbon phải ghi này. Hydrocarbon. Nhá. Được không ạ? Hydrocarbon ạ. Anh nào ạ? A, bỏ có CL. B, bỏ có CL. D, bỏ có CA. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. C nhá. 27 ạ. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ là gì ạ? Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nào? Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon, thường có hydrogen, hay gặp oxygen, nitrogen, sau đây đến halogen. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 28 ạ. Đặc điểm chung của phân tử hợp chất hữu cơ là? Câu này cũng khó này. Thành phần nguyên tố chủ yếu là carbon và hydrogen. Được. Cái này được, cái này hoàn toàn được. Có thể chứa nguyên tố khác như ClNPO được. Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hóa trị, đúng. Liên kết hóa học chủ yếu liên kết ion, sai. Dễ bay hơi, khó cháy. Dễ bay hơi, dễ cháy, sai. Phản ứng học xảy ra nhanh, sai. 1, 2 và 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 29. Số chất hữu cơ trong số các chất đã cho là? Số chất hữu cơ trong số các chất đã cho là? Mấy câu đếm này toàn nhỉ? Quá toàn. Các bạn quan sát thể minh chữa cho nhé. CaC2 là vô cơ, CO2 là vô cơ, HCSO hữu cơ, Al4C3 là vô cơ, CH3COH là hữu cơ, CH5OH là hữu cơ, NaCN là vô cơ, CH2O4 là hữu cơ, CaCO3 là vô cơ. Vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, tổng cộng 4 chất hữu cơ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 30.
cho các chất có bao nhiêu chất hữu cơ. Câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Thầy Minh rất mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng có thể comment đáp án cho thầy Minh xem câu 30 đáp án gì. Đây là một trong số những câu đếm cực kỳ thú vị. Và mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đi xác định được đâu là hợp chất hữu cơ. Và đi đến buổi này, đi đến giờ phút này là thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cùng thầy Minh. Và bạn nhớ nha, lịch live stream hàng tuần của thầy Minh, nhớ kỹ đấy, không là nhầm đấy, là gì ạ? Thứ tư và thứ sáu nha. Nhớ đặt nút follow, xem trước fanpage. Được chưa? Câu 30 ạ. Bao nhiêu chất hữu cơ? CH2 hữu cơ, CHF3 hữu cơ, CH5N hữu cơ, AL4C3 vô cơ, HCN vô cơ, CH3CONa hữu cơ, NH2 2 lần CO là hữu cơ các em nhá. CO là vô cơ, NH4 2 lần CO3 là vô cơ, CaC2 là vô cơ. Vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5 5 hợp chất hữu cơ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Thầy Minh rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Hôm nay là một buổi học cực kỳ xịn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và những bạn nào mà muốn học thầy Minh sâu hơn, kỹ hơn thì có thể inbox cho thầy Minh để nhận được sự tư vấn về khóa học Google Meet cũng như các khóa học online của thầy Minh. Hiện tại thầy Minh có chiếc bảng tuần hoàn cực kỳ xịn do thầy Minh viết ra, tổng hợp lên. Rất hay và sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em rất là nhiều trong cái việc mà học môn hóa. Hiện tại trong buổi tối ngày hôm nay thì mình đang sale nó giá từ 20.000 xuống chỉ còn 10.000 cho những bạn nào mua nhóm 5 chiếc trở lên. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại chúng ta vào các buổi học sau. Bye bye.